Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh ẩm thực Agro. Và ngày hôm nay Cường sẽ review và chia sẻ với cả nhà một món ăn rất là đặc biệt, đặc trưng của lại miền Tây, đặc sản của miền Tây nha cả nhà. Đó chính là gỏi đu đủ ba khía. Rất là ngon nha. Bây giờ Cường sẽ chia sẻ cách để mà làm món ăn này, và mọi người hãy cùng Cường theo dõi clip nhé. Nhanh hơn. Rồi xong rồi.
Rồi. Giống mấy con nhỏ gì? Tên thi, hương gọi tên thi đó. Nào bỏ bằng kia ra. Đầu vòng không không từ bằng kia đâu. Ông bỏ lên để anh chụp hình quay cho đẹp chứ kêu em bỏ càng ừ. Quê càng vậy đó. Quê. Ừ, cái quê rồi còn nhúc còn nhai vô miệng được. Rồi. Rồi, mày chưa? Rồi ôm đi.